Kính thưa quý vị, Tổng thống Nam Hàn kêu gọi xây dựng một hệ thống phòng thủ mạnh mẽ, tên từ hãng thành. Tại buổi lễ đánh dấu sự ra đời của lực lượng quân đội miền Nam cách đây 65 năm, Tổng thống Nam Hàn bà Park Geun-hye đã nói rằng quân đội cần phải xây dựng một hệ thống phòng thủ mạnh mẽ để chống lại chương trình hạt nhân của Bắc Hàn. Bà Park nói thêm rằng chính phủ sẽ duy trì hệ thống hợp tác quốc phòng Nam Hàn Hoa Kỳ, sẽ xây dựng một hệ thống tên lửa phòng thủ càng sớm càng tốt để đối phó với chương trình hạt nhân và vũ khí hủy diệt hàng loạt của Bắc Hàn, và sẽ làm cho Bình Nhưỡng nhận ra rằng chương trình hạt nhân và tên lửa của họ là vô dụng. Trong buổi lễ hôm nay diễn ra tại căn cứ không quân Seon Nam ở Hãng Thành, Nam Hàn đã cho thấy sức mạnh của quân đội quốc gia với sự huy động của khoảng 11.000 binh sĩ, 190 thiết bị quân sự và khoảng 120 máy bay. Loại tên lửa mới nhất Hun Unmu 3 mà Bộ Quốc phòng cho biết có thể bắn trúng văn phòng của các lãnh đạo Bắc Hàn đã được cho ra mắt trước công chúng lần đầu tiên trong một cuộc diễn hành quân sự hôm nay. Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ ông Chuck Hagel cùng với tướng Martin Dempsey, tham mưu trưởng Liên quân Hoa Kỳ đã tham dự buổi lễ kỷ niệm và cho thấy sự cam kết của Hoa Kỳ đối với Nam Hàn. Bắc và Nam Hàn vẫn còn đang ở trong tình trạng chiến tranh với gần 1 triệu quân canh gác trong khu vực phi quân sự chia đôi bán đảo do cuộc chiến tranh Triều Tiên 1950-1953 đã kết thúc bằng một lệnh ngừng bắn mà không có một hiệp ước hòa bình.